Cái vụ hôm nay mình thấy con vụ đại bàng xanh này đây. Một con vụ thẳng. Đang bán hả? Ăn về sớm. Nghỉ rồi, bữa nay nghỉ rồi đúng không? Ăn hả chưa? Quá đã. Như gió ngon hôm qua. Nay có gió à? Sao nó rã ra ủng chứ? Tháo ra cái dán giải vô không biết quay được ngon hay không. Vì mình đáo gơi cho anh lại nhà anh cho mất lắm á. Đang quét nhà lỡ dở đóng rượu ông kia queo queo cái đầu biết làm không được. Đã chuẩn bị đi được làm trước khi được 2 giờ trước 2 giờ đi. Vậy là 1 sáng giờ. À, còn nhà. Ờ, quét ra dám nhện nào đó. Sắp xếp lại. Mình chơi với mình. Mình chơi với mình. Bồn nhà chơi với bồn nhà hả? Mình chơi với mình. Mình chơi với mình. Chết mẹ, chết mẹ, chết rồi. Ơi, mày có cái gì mà mày để rồi cổ bên đây. Cầm vô tao, tao không nhìn xuống nha. Cái xuống đây. Nó đi, nhiều mày không sao, cổ đi, cũng nhau lắm, cổ đi, cái
dân mèo mà kêu ghê ạ. Kêu quèo quèo ạ. Thằng làm nhiều mới trước ta. Năm con năm ngã đi ra bậy đó. Không cho mày qua mãi thôi. Xuống gần coi đẹp dữ hả? Em con tràm hả? Lên đi. Nằm bên đó cho nó mát. Con ngoại đủ mới nó lạng tùm lum hết rồi. Trời. Lên nóc nhà là cười. Thấy luôn rồi. Cảm ơn nha. Được rồi, giờ tao đi tiếp rồi. Phách cù luôn hay gì á. Tới đường rồi đó. Phách gió à. Phách gió. Im im gió rồi. Im gió. Không, ông đổi pha. Ông đổi pha qua này lên lại nè. Hướng khác đã hướng rồi. Đổi pha. Không lên, không lên, không lên. Rớt. Lên, lên luôn. Ôi. Quá tốc. Qua gió rồi. Chú cắt lên đó. Nó sàn dưới đó. Gió yếu.
gió yếu quá sàn. Kè tiếp để nổi hả? Kè vừa mình dăng cá kêu vậy. Căng quá. Gió không đủ kêu. Gió là đã cái gì cắt hơn rơi chứ. Có gió lại đó. Cước bỏ giống ghê không? Gió trên ngộ lắm nha, sao bắt gió muốn hạ yếu quá. Chìm miếng giấy vô con. Đi Mỹ luôn. Đi
Gió luôn hả? Quay đó, đúng rồi, quay lại. Ờ. Hiền gió luôn. Xuống luôn. Xuống luôn. Hết gió rồi. Lắc hết. Năm nào mới lắc hết. Điều hiền xa dưới hiền. Điều mà cái văn phát dưới ạ. Rồi. Nhỏ này là ý sườn lắm hả? Dạ. Tính cung á chứ ai tính thẳng. Tính cung á. Quá yếu. Còn số này vô lấy cước nhỏ này. Hư đâu không hoài. Ngân
Lên chút. Trời, gió lại ngon. Giờ đứng gió à. Trời gió ào. Ruộng là thua, ruộng là tùy theo mùa không có thả được. Đi vô đồng thấy rồi thả được. Mà đi ruộng không ai đi đâu, xa. Kìa cũng đi hết rồi, hết chỗ cũng đi hết rồi. Khác quá như trước mà được. Lo không nổi. Ừ, cũng lẹ. Con dừa này tốt dừa. Để luôn cái sao mấy chút đấy, chút đấy, chút đấy, nó mẹ ra chứ thôi. Nên đi. Ừ, rồi nó sao nào nó cướp dễ. Cây luôn lên nổ. Mẹ một lần nữa hết. Ủa, gần tới trường học rồi mày. Vì trường học dữ rồi, quá khỏi nhà ông Thọ thôi. Đây trời nắng, mày tỏ dữ hả? À. Trời mà trời trong xanh á. Qua mù quá. Gió mù này là gió lên rất nhiều nồng đen thui. Ừ. Qua trời tối luôn mà. Gió gió đậu thấu ngược 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 thì nè gió lại quang hết. Bỏ qua đi. Bỏ bên đây kết thúc các bạn ạ. À. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bữa nay gió yếu quá. Rồi, chào tạm biệt.